phôi găng quẹt, sống khỏe, siêu lỗ luôn nha. Lỗ này là lỗ rinh của cây có tác động máy, đại khái như đã dùng máy tác động rồi nha. Đó, cái phần nâu đỏ này là đã dùng máy tác động lỗ rồi. Đó, cây sống khỏe nha, về mình làm form thiên nhiên là ok luôn. Tổng hoành gốc nha, tổng hoành gốc đo được là 40, tổng hoành gốc đo được là 40, cây cao, cao đến ngọn lũ luôn là 46, chậu nhựa nuôi lọt lòng là 24. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha, 450k bao ship luôn. Mã số là 325, 325 nha, là một cây găng vàng. Đó, lũ này là lũ tác động máy nha. Nói chung mình làm lũ, mấy anh chị em mà cô chú mà làm lũ nên lưu ý nha. Và đó là kinh nghiệm, là mình đừng nên dùng cái lưỡi cắt gỗ nha. Đó, cái lưỡi nhỏ cắt gỗ, lưỡi đó rất là nguy hiểm. Đó, nhìn nó như vậy nó rất là nguy hiểm và đã gieo bao nỗi kinh hồn cho anh em làm lũ rồi nha. Đó, mình dùng những cái mũi phá khác đi, mình dùng những cái mũi phá hợp kim á, nhỏ nhỏ thôi, mình phá nó chậm tí xíu nhưng mà nó an toàn hơn. Còn nếu mà cây lớn lớn thì mình dùng luôn cưa máy luôn cũng được. Đó, chứ mà dùng cái mũi dùng cái lưỡi cưa gỗ là rất là nguy hiểm nha, rất là nhiều anh em bị rồi. Dạ rồi, mã số là 325 nha, 450k bao ship luôn. Dạ, cẩm thị đẹp thì còn rất là nhiều nhưng mà không biết là đẹp của mình như thế nào thôi, chứ còn cây thì cây rất là nhiều. Đó, thì mỗi người mỗi cảm nhận thôi, nó rất là nhạy cảm. Ví dụ như em thì em thấy đẹp nhưng mà người khác thấy xấu là bình thường. Nói chung là cứ hữu duyên lên. Dạ rồi, mã số 325 nha, 450k bao ship. Rồi vô xin qua cây này luôn.